xem cái tấm lát sàn đây. Tóm lại nó cũng nhiều cách lắm, muôn hình muôn vẻ lắm. Là người công ty. Sau cái tầng này nhá, là em phải đề xuất lên mấy công, xong rồi bắt đầu anh ký cho em để bảo công ty nó giả cho cái công nó chậm chạp đấy được. Ok, anh báo tôi cho còn công ty thì công ty xử lý. Đấy, thấy thực tế là như thế, tôi báo lên thì công ty có hai mét vuông rồi. Trông chắc vào nha, không là đúng nhiều. Mình làm theo cả cái tâm của mình, anh thấy nó làm mẹ.